thấy công ty rất tốt, và phục vụ rất tốt, nhân viên vui vẻ, tận tình. À, cảm ơn du lịch Việt đã cho chúng mình một cái tour trải nghiệm rất là lý thú, và cái service của du lịch Việt này rất là ok. Cảm ơn du lịch Việt. Tôi mong muốn là coi như công ty càng ngày phát triển nhiều hơn, thắng lợi hơn. Cho nên mình thấy cái dịch vụ cũng như là hướng nhân viên ăn uống nhà khách sạn thì như thế nào cô chú ạ? Good service. Good service. Nếu như mà mình có cơ hội thì mình có sẽ đi lại cùng với du lịch Việt không cô chú ạ? Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai tới nếu có điều kiện đi du lịch tiếp thì chúng tôi sẽ chọn du lịch Việt là cái ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đến với du lịch Việt là không phải mình năm nay đâu, mà chị đã tham gia du lịch Việt tới 3 năm rồi. Tại vì cái chính sách cũng như là cái giá cả đều rất là ưu đãi và ok so với các công ty khác. À, vừa rồi thì du lịch Việt vừa nhận được giải thưởng top 10 công ty đưa khách ra nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2019. Thì không biết quý khách có lời gửi gắm gì đến du lịch Việt không ạ? Rồi, chúc mừng du lịch Việt. 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 Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.